Rồi, mến chào các bạn. Thì hôm nay mình ghé cà phê đồ cổ Tực Quyên. Rồi thì đồ xưa đồ cổ ha. Ở đây mình thấy có mấy cái máy gì đây ta? Hồi xưa là mình kêu nó là Akai á, là nó có hãng cái hãng gì Tắc ha. Hôm nay Akai nè. À, nó tương tự đây, nó có nguyên bộ âm ly đồ đầy đủ ha. Máy này thì còn hoạt động ok ha. Để mình nhấn nguồn thử coi. Đó các bạn thấy không, nhấn nguồn nè. Đó, nhấn nguồn chạy. Bây giờ mình nhấn nút play nè. Thấy không? Thôi tắt đi. Đó, tại vì nếu mà mình để mở thì nó sẽ dính cái bản quyền âm nhạc. Giờ âm nhạc thở cái là bắt bản quyền à. Thành thử ra oải lắm, chỗ nào có nhạc là phải cúp. Đó, thì ở đây nó có một cái này ha. Rồi một cái âm ly đờ nông nè. Em ơi. Thôi mở lên, nó dính bản quyền âm nhạc mệt lắm. Giờ hở cái nó âm nhạc như cái máy này giờ nguyên công lễ đờ nông này là xịn luôn hả? Xịn luôn á. À. Nội địa Nhật hả? À. Cái này điện xài nhiêu volt? Điện 110 hết á. Cái này 110 luôn. Nhớ này là hàng mới về sau này hay là cái hàng trước, bên Nhật về? Hàng đồ cổ trước giải phóng hết á. Nhưng mà bên Nhật về hay là trước giải phóng của mình? Trước giải phóng, hàng của Nhật nhưng mà trước giải phóng. Ở trước giải phóng Việt Nam mình xưa cũng xài điện có 110V nè. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, sau này giải phóng xong mới lên 220. Cái máy này được cái là nó xài băng 5 in, 7 in, 10 in cũng được, băng to lắm. Nhưng này thì mình bán nguyên bộ vậy là cặp thùng này zin không? Cặp thùng này là loa toàn giải. Nó, mình lấy cái loa khác mình bỏ vô cũng được đúng không? Lấy cái cặp thùng đưa cái cặp loa tầng giải này vô nghe. Ý là bây giờ thí dụ giờ bán cái này với cái này không thì bao nhiêu tiền? Cái này khoảng 25 triệu. 25 triệu. Cái đầu không thì bao nhiêu? Đầu không khoảng 21 triệu. 21 triệu. Còn cái máy kia Akai? Cái này thì 13 triệu. À, cái này là 13 triệu. Cái này chỉ xài được băng 7 in thôi. Băng 7 in là băng nhỏ hả? Băng hay là băng lớn? À, cái này xài được băng nhỏ. Rồi cái băng này bây giờ mình mua ở đâu có? Nói chung là ở Sài Gòn rất là nhiều. À, có hả? Sài Gòn, những cái chỗ mà họ làm thu âm thanh á. Cũng có hả? Nhưng một cái băng này giờ mua mắc tiền không? Băng này thì rẻ, có khoảng 200-300 ngàn. Mà nó có thu nhạc đời mới vô được không? Nếu mà anh đặt á, thì nó sẽ thu nhạc đời mới. À, vậy hả? À. Rồi, như vậy là mình đặt người ta vẫn thu nhạc mới được đúng không? Dạ. Vẫn hát Excel đúng không? À, còn cái này âm ly nội địa Nhật hả? Giờ xưa luôn. Xưa luôn hả? 8.8 hay La Mã. À, hay La Mã. À, cái đời này nó mắc tiền đúng không? 8.8 mắc tiền đúng không? 7.8 hay La Mã này mới là đỉnh nè. Nó vậy là huyền thoại một thời á. À. Là thời 80-90 á. À, vậy hả? Là những cái quán karaoke lớn á mới xài những cái âm ly đỉnh như vậy. À. Sau còn như này. Vàng mới. Mấy cái đầu này cũng âm ly luôn hả? Âm ly luôn đời trước giải phóng á. Rồi cái đầu máy này. Cái này là đầu câm. Đầu câm thì nhiêu một cái? Bằng. Nó có hẳn có triệu cái hả? À, vậy hả? Dạ. Hồi xưa anh mua 6 chỉ vàng á. Rồi giờ. Hồi xưa anh mua 6 chỉ mà hiện tại bây giờ là anh còn mấy cái á ở nhà. Nói chung bây giờ do phát triển quá xài mạng internet rồi điện thoại iPhone 13, iPhone 15 chuẩn bị về nữa rồi thôi chứ giờ ai xài. Ai xài đó. Nhưng mà mấy này nó hoài cổ. À, hoài cổ là lại những cái nhạc xưa, nhạc của ông bà mình hồi trước mà nghe rất là trong mà rất là thật. À, những cái tiếng bát như thế này anh thấy nó chơi rất là hay. Tại vì xưa là đánh bằng tay mà tay rồi. Cái đồng hồ này nó bằng vàng thiệt hay giả mà sao mà nhìn nó sáng chơi chân giống vàng vậy em? Nó bằng đồng mà nó mạ một lớp vàng ngoài anh. Ồ. Nó xi lớp vàng 24. Như thế này đồng hồ này nó của nước nào em? Đa số là nước Pháp. Ủa sao nó đâu có chạy đâu hả? Nói chung là mình lên dây chạy hả? Lên dây rồi lắc và lắc xong nữa chạy. À, như một cái gì bây giờ mình bán nó khoảng bao nhiêu tiền? Nó mạ vàng vậy? Mạ vàng này có khoảng là 6 triệu mấy, 7 triệu. 6 triệu, bây giờ anh mua vậy anh thổi ra anh lấy cái vàng này còn cái kia được không ta? Thổi ra thì cũng được nhưng mà nó không được bao nhiêu hết á. À, vậy hả? Dù nó như một... còn lắp phân kim ra cho lắp nó đừng phân đi, một lớp, vàng đừng nhiều. Một lớp mỏng thôi hả? Nhưng mà được cái nếu mà thổi ra thì mình đánh đồng lên chơi cũng được. Nhưng mà... Ý là như cái này là mình bán là khoảng 6 triệu hả? Dạ. Cái này là hình như nó xoay vòng tròn phải không? Cái này á, là mình lên giới thiệu á là nó sẽ xoay vậy nè.
nó xoay vậy. Đồng hồ úp ly nó xoay. À, úp ly là cái này là bao nhiêu tiền một cái? Cái này á, thì 4,5 triệu. 4,5 triệu một cái. Do nó có những cái hình sứ rất là mắc. À. Còn những cái này á, cái này có khoảng 3,5 triệu. À. Dạ. À. Cái kia là hình sứ nó mắc tiền hơn. Dạ, mắc hơn. Là khi mình chạy là nó sẽ xoay vòng tròn. Nó xoay qua xoay lại nó. À, nó chạy về nó đang chạy đó đúng không? Nó đang chạy. À. Rồi nó lại trả lại, nó lại xoay lại. Dạ, xoay qua xoay lại thì lắc qua lắc lại. Còn cái này cũng vậy luôn hả? Cái đó cũng vậy. Ồ, hay quá ha. Với cái này là rẻ hơn. Cái này 3 triệu, này 4 triệu. Cái đó 3,5 triệu, này 4,5 triệu. À, 4,5 triệu. Dạ. Cái này mất tiền ạ. Cái đó cũng vậy, nó có 6,5 triệu. Cái này bằng hình như không phải bằng đồng nè. Nó là Atimon đặc cây vàng. À, 6,5 triệu. Dạ. Còn này? Cái này thì mắc hơn xíu, là 8 triệu. 8 triệu. Dạ. Còn kia? Cái đó là 6,5 triệu. À, 6,5 triệu. Dạ. Đồng hồ cổ ha, sao nó cổ dữ ta? Trời, cái này thì lâu lắm. Nên cái này... 1930 mấy. Cái này hả? Dạ, đời này đời ra. Cái này của Việt Nam hay của nước ngoài? Cái này của Mỹ với anh. À, như cái này thì mình bán khoảng bao nhiêu? Cái này thì rẻ, cái này có khoảng 3,5 triệu. 3,5 triệu. Còn cái này? Cái này có cái... cũng cỡ cao đó à. Cái này mà giờ sơn đồ lại đẹp lắm ha. Thì tút lại là đẹp thôi, nhưng mà à, đồ cổ thì mình cứ để y cổ vậy hả? Để y vậy. Như cái này nhỏ nhỏ vậy chắc rẻ. Cái này mình rẻ, cái này có 1,000 mấy thôi. Đẹp. Dạ. Này 1,000,000 luôn hả? Cái đó 2,000,000. 2,000,000. Mặt men. Còn cái này bằng đá không em? Bằng đá. Đá này mới làm hả? Lâu, đá xịn của Pháp hồi xưa á. À vậy hả? Đồ này là đồ, nói chung là đồ gần cả 100 năm luôn. Ăn à, ăn. À. Cái mặt, mặt số mặt men nè. À. Đó, mặt men nè. Ồ. Chạy đồng hoàng lên giới thiệu thôi là chạy. À. Nhớ này thì khoảng bao nhiêu tiền? Cái này thì 4,5 triệu. À, 4,5 triệu. Còn này cũng cổ đây hả? Dạ cổ. Ủa cái này nó có cái gì ta? Có hai cái phù điêu, hai con sư sư tử, hai phù hai bên. À. Nó giống nhà nhà quốc mắc không? Hội, mắc không? Nhà quốc hội Mỹ gì đó. Mắc không? Cái này cũng có khoảng 3,5 triệu à. Cái này bằng gì? Cái đá. Đá nguyên khối. Đá to, khối luôn. Dạ, dữ vậy ta. To. Ồ. Bằng men sứ. À, bằng men sứ luôn. Dạ. Cái đó bao nhiêu tiền? Cái này có khoảng 5,5 triệu. Ồ. Quá trời ha, đủ loại ha. Đủ loại hết, siêu tầm, công nhận đồ, công nhận đồng hồ, công nhận đã thiệt. Quá trời quá đất luôn. Cái đồng hồ này cũng hiếm lắm. Nó rẻ nhất trong cái này là bao nhiêu tiền? Rẻ nhất cũng phải là 3 triệu mấy à. 3 triệu mấy? Dạ. Còn mắc nhất? Đâu em chỉ cái mắc nhất anh coi. Mắc nhất thì cái hàng này nè, nó làm nó rất là cổ điển và cái này có đợt trước anh có quay rồi. À. Nó mạ bà, mạ men đẹp lắm. À. Đang còn hoạt động tốt. Là cái đó. Nó đi đôi hai cặp chân thế. Bao nhiêu tiền? Cái này 22 triệu. 22 triệu. Ô, đồng hồ có những cái nó làm những cái con giống như trong chi phim hoạt hình đó. À, à vậy hả? Ồ. Ô, mấy đồng hồ đánh chuông nghe đã quá ha. Con kia cũng hiếm vậy. Con kia là cúc cu mà thượng cầm hạ thú. Ôi, cái cúc cu đó mới là hiếm em. Nó to. Có con sáo, con sói và chùm nho nữa kìa. Trên có con chim đại bàng. Ờ, chim đại bàng nữa kìa. Như cái đó giờ 30 triệu không? Khoảng 25 triệu. Ồ. Còn như đồng hồ mà này là cổ không? Cổ, đang đồ la số của Pháp, của Đức. Của Pháp, của Đức, của Nhật thì nó đầy ha. Của Nhật thì đây nó có la số của Nhật thì nó có hai ổ lên giới thiệu thì à, nó không có nhạc. Nó rẻ hơn hả? Nó rẻ hơn. Như cái hai ổ này thì bao nhiêu tiền cái? Nó khoảng 2,5 triệu tới 3 triệu. Mà nó có lịch kìa. Dạ, có lịch, có đầy đủ luôn. À. Còn như này. Như của ông này của Pháp nè, thằng này có khoảng 4,5 triệu, 5 triệu chứ. À, 4,5 triệu, 5 triệu. Ồ. Còn cái này nhiêu? Cái này khoảng 5 triệu. Ba lỗ. Ba lỗ. Là của Pháp. Này của Pháp. 5 của triệu, Đức. 5 triệu, 5 triệu. Hả? Ồ, thằng này là mắc hơn, của Đức này nó mắc hơn. Ồ, mắc ở điểm nào? Mắc là, thứ nhất là máy móc rồi gông, à, chuông, nhạc nó hay hơn. Là nó khoảng bao nhiêu? Cái này 7,5 triệu. Cái này? Ồ, còn cái này dữ nha, nhìn đẹp quá. À, cái đó 10 triệu không? Mấy? Gần 80 triệu hả? Dữ dằn vậy. Nó giá trị ở cái điểm nào? Nó là máy, nó hiếm máy, nó là máy 57. Nó mạ vàng hay sao? Máy 57 là cái đồng hồ đô máy 57 này là nó nằm trong sổ sách của người những người siêu tầm. À, vậy hả?
giống như là cái đồng hồ nhỏ xíu đeo tay vậy mà có cái tỷ mấy dữ vậy em? Đúng rồi, đúng rồi. Hả? Nó cái gọi là số lượng nó ra. Mà cái máy nó có tí tẹo mà tỷ mấy là sao dữ ta? Nó có số lượng, ví dụ như cái năm đó nó ra cái số lượng đó khoảng bao nhiêu thôi là nó ngừng. À. Tỷ mấy một cái á, cái đồng hồ này nó mà giá trị mà cỡ đó 80 triệu thì vẫn rẻ. Dạ. Đi cái gì audio. Odo. Odo 57. Odo 57 nó sản xuất năm nào? 1957. Ồ 57 tới giờ luôn hả? Ờ mà vẫn chạy. Chạy được không? Chạy ngon lắm. À. Để giới thiệu có cái cỏ này đó. À. Cái cỏ rất là hay. À. Ồ nó gõ tiếng hay ha. À. Cái này nó báo nhà nó có miếng bon rất là hay. À. Còn như cái này thì nhiêu? Cái này. Cái này thì nó khoảng 6 triệu mấy 7 triệu. Còn cái này dữ ạ. Odo đời sau. À. Đời mới. Dạ. Như cái này thì bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Khoảng 30 triệu. 30 triệu. Là cái vỏ cái đồ nó rin hết luôn hả? Rin nguyên con luôn. Ồ. Còn lắc cây vàng luôn á. À vậy hả? Ồ. Còn như con này. Con cúc cu đó thì rẻ cái khoảng 5 triệu. À. Cái con cúc cu này thì cái máy của nó, cái bộ ngoài nó chế tác từ nước ngoài hay là từ nước ngoài hết, của đất hết. À, nó có một trái bắp kéo vậy. Đó, cái này nè. Hai trái. Tới nửa tiếng là nó kêu cúc cu. Hai trái thơm. À. À, hay ha. Quá độc đáo luôn. Còn đồng hồ đứng này mất tiền không em? Đồng hồ này thì mười mấy triệu, đồng hồ này thì sáu mấy triệu. Ồ, vậy hả? Này nó là sơn mài, nó có thiếp vàng. À, 60 mấy triệu một cái. Dạ. Tính ra cái gia tài của em ở đây nội sơ sơ mấy đồng hồ không cả mấy trăm triệu rồi. Dạ, hả? Dữ dằn ha. Mỗi lần em đi tỉnh đi thu gom người ta chuyển khoản người ta lần trăm mấy, hai trăm, mấy hai trăm thôi. Ồ, oh, dễ sợ ha. Rồi. Về trước tiên là mình trang trí chơi. À. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Anh quay mấy đồng hồ, quay luôn mấy này xong rồi mình anh em mình đi vô nhà em chơi ha. Rồi, quay luôn đi. À, định quay riêng video rồi mà thôi. Vô đồ cổ này sao em? Của nước nào? Đồ sứ đa số đồ tàu Trung Quốc nè, rồi đồ gốm lá thiêu Việt Nam nè, à, đồ gốm Biên Hòa rồi hả? Đồng Nai. À vậy hả? Rồi cái đồ đồng này là đồng xưa đúng không? Giải phóng hết. Chứ đâu phải cổ đúng không? Nó thì cổ là nó phải nằm dưới đất lâu năm kìa, chứ còn cái này cũng xưa thôi. Xưa là trăm mấy, 200 tuổi thôi. À. Ô cái bình này sao nó giống như xưa cổ lắm em, giống đồ cổ vậy? Nó là cái trống đồng mà nó ý là nó giả cái chấm đồng cổ hồi xưa. À vậy hả? Dạ. Như em có xác định được cái mà cái thí dụ như em có xác định được cái đồ cổ với đồ xưa không? Với đồ hàng giả cổ không? Hàng giả cổ thì em biết. Nhưng mà hàng cổ em biết không? Cổ mình biết nhưng mà mình nói chung là mình không xác định được chuẩn năm. À. Chuẩn nó là cổ. À. Có khi nào bị lầm không? Nói chung hồi trước thì hay lầm, giờ thì mình rành rồi. Rành rồi hết lầm hả? À. Đèn đóm sau cái khi dầu là còn dầu luôn ha? Còn hết, nay xài hết đồ của Pháp không ha? À vậy hả? Dạ. Ý là bình này anh thấy giống như còn dầu hả? Không, nó bóng vậy đó, thị tinh nó bóng vậy đó. À, nó màu vàng vàng kìa. Dạ, nó không có gì hết dầu rồi. À, hết dầu rồi hả? Dạ. Như cái đồ mà đồ đồng này cổ thì mình bán khoảng nhiêu cái? Tùy theo món 500, 300, 700, 5 à. Triệu mấy, 2 triệu cũng có. Ủa cái gầmên này, cái này giống gầmên quá em? Không phải, nó là cái bếp của gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa á, lính ngày xưa. À. Đi vô rừng á. À. Là bếp à. Sao? Ra vậy. À bếp lò xo. Bếp lò xo đó nó ra. À ôi. Độc đáo quá ha. Dạ. À độc đáo quá ha. Công nhận độc thiệt. Đó, rồi bơm dầu lên. À bơm dầu lên. Đó, bơm vậy nè. À bơm lên. Đốt là nó khè. Nó phụt lên. À nó khè giống như là tăng giảm mình nấu nước, nấu đồ, nó ăn rồi nó. À độc ha. Sơn nó còn đầy đó. Như mình bán cái bếp đó khoảng bao nhiêu tiền cái? Bếp mà đi mua nguyên
công lê vậy á thì khoảng 3,5 triệu. 3,5 triệu. Sao mà nó còn được hay quá ha. Rồi, trước giải phóng tới giờ mà nó còn hay quá ha. Lính trước ông kỹ lắm. À. Ồ. 3,5 triệu một cái. Đáng có, đáng đồng tiền bát gạo chứ ha. Có kiếm được công lê rồi đó. Đúng rồi. Đa số nó mất cái hộp rồi mất cái này rồi xét à, kỹ. À, đáng đồng tiền bát gạo chứ ha. Đúng không? Có nhiều cái đồ cổ thấy nó rất là hay ha. Rất là độc đáo ha. Anh cứ tưởng là cái gà men. Gà men là cái bên kia, gà men thì nó nhỏ hơn. À. Nó gà men nó bự mà nó quá hay. À. Đèn. Mấy cái tủ này mình có bán không em? Nói chung ở đây ai cái gì cũng bán. À cái gì cũng bán. Hỗn nghị nhường lại thôi. À. Ơi tầm này là lâu năm lắm rồi nè. À. Phải là 100 mấy 200 năm. Ồ. À mấy cái máy máy này nè. Máy này có bán luôn không? Bán cho máy lo kèn này là xịn của nước ngoài mắc tiền lắm. À vậy hả? Mắc tiền lắm hả? Ừ. À. Ồ, nhạc nước ngoài ha. Ồ. Cái gì cạch cạch vậy ta? Do ngày hôm qua kia có cái khách nào làm bể. Ôi trời ơi, sao mà làm bể đĩa vậy? Đĩa còn trong. Hả? Họ không biết, họ cầm á, rớt tay bể. À, rớt bể. Một cái đĩa đó mình bán nhiêu? Nói chung là một cái đĩa thì thường thường có khoảng 200 mấy 300 ngàn. À, vậy hả? Ồ, hay quá ha. Hay quá. Cái nhạc này khoảng bao nhiêu năm rồi? Này, nhạc này nó phải 100 năm rồi chứ. 100 năm là hết bản quyền rồi, 50 năm là hết bản quyền rồi. Ừ. Ồ, cha đọc ha. Nhạc của Pháp ha. Pháp. Rồi, đủ thứ ha, chán bát xưa rồi đủ cỡ. Dạ. Nhưng cái máy này mình bán khoảng nhiêu tiền, anh mua một cái về nhà để chân chơi? Anh hữu nghị anh Nam thì có khoảng 13-14 triệu. À vậy hả? Ồ. Bán người ta phải 15. À vậy hả? Ồ, đèn xưa ha, đèn đẹp quá ha. Đèn. Cái đèn này chắc đèn ngủ hồi xưa của Pháp quá. Đèn này đèn để bàn ở giữa luôn. Nó còn bình dầu luôn nè. Còn dầu đó, à. Đốt lên cháy thôi. À, dầu đó mình mới chế hả? Dạ đúng rồi. Ồ, anh tưởng trước giải phóng đây vậy chứ. Ồ, đồng hồ nè. Ừ, đủ kiểu hết. Sơn thử hoài núi nè. À. Ồ, đang phi ngựa hả? À. Tủ xưa đây ha. Như tủ, như mấy này tủ thờ ha em? Tủ thờ. Như tủ thờ vậy thì khoảng bao nhiêu tiền cái? Khoảng 5 triệu mấy. À vậy hả, tính ra rẻ như cụ tủ mới vậy hả? Trời, tủ mới giờ ra đặt động mắt lắm. Mà gỗ nó tốt? Gỗ tốt, gỗ này gỗ lâu năm rồi, gần cái 100 năm rồi. Ồ, dữ vậy hả? Rồi em có bán vậy, rồi em có vận chuyển đi cả nước không? Có chứ, em ở đây mình bao vận chuyển, có xe chuyển đi cả khắp đất nước 6 mấy tỉnh thành là chuyển đi hết. À, chuyển đi hết hả? Ồ, đủ ha. Bàn ghế đồ cổ, mấy cái tủ đó đẹp á. Như bàn ghế đồ này thì bao nhiêu một bộ? Bộ này thì hữu nghị có khoảng 7 triệu hả? À, 7 triệu hả? Ồ, 7 triệu ngồi cũng sướng á chứ ha. Nhìn có, đẹp ha. Không hả? À. Ờ. Bây giờ ra đặt ống thì công. Nhưng mà cái bộ mà bộ này rất sang em nha. Nó to, để to. Đúng rồi, cái bộ này nó rất sang. Rất là sang luôn. Bộ này với cái bàn rất sang. Anh thợ ngồi thử coi sướng không? To, bự, ngồi thoải mái. Ôi, thoải mái. Cái này bằng ghế hay bằng gỗ gì? Nó gỗ gõ. Gõ hả? Dạ. À, bằng gõ. To, bự. To, bự ha. Cái này nó đóng lâu chưa ta? Cái này trước giải phóng hết không? Trước giải phóng luôn hả? Dạ, trước giải phóng. Ồ. Đã ha, 7 triệu. Quá đẹp. Anh nhìn thấy khoái rồi đó. Giờ ra ngoài mua bộ toàn là mấy chục thôi. À. Quá đẹp em, thấy khoái rồi đó. Rồi, như bộ này salon cổ luôn hả? Này salon thùng cổ xưa nè. Khoảng bao nhiêu tiền? Bộ này có khoảng hơn 10 triệu xíu. Ồ, vậy hả? Ồ, bộ này đẹp sang trọng vậy mà có 7 triệu à. Bộ này chục triệu không? Bộ này cũng vậy, khoảng hơn 7 triệu xíu. Bộ này? Bộ này được khoảng đó, 5-6 triệu. À, bộ đại gia ngồi nhiêu? Bộ này do nó là cây cẩm lai. 15 triệu không? Đó, 15 triệu. Ồ. Trời. Đoán đúng.
Thôi bộ này có thêm cái ghế nữa khoảng 12 triệu không? Hả? 13 triệu. Ồ mình nói trật đến 1 triệu rồi. Mình nói thêm cái ghế nữa là đúng ra thêm cái là phải 2 triệu mà mình đi nói trật rồi. Là 13 triệu. Mình nói bị trật hết 1 triệu. Cho hỏi là anh đeo vàng trên tay đó vàng thiệt hay vàng giả nè? Nói này là nó giả vàng nhưng phải vàng giả. Là ý là mình giả vàng hả? Mày coi coi, như cái này mình mua hết khoảng bao nhiêu tiền? Cái này là 18 triệu 500 nghìn. 500 nghìn, còn cái này? Cái này là 18 triệu. Cái này? Cái này 11 triệu. Còn cái này? Cái này 5 triệu mấy thôi. À, còn cái này? Cái này là 500 ngàn. 500 ngàn. Nhìn thì thấy nó hoành tráng nhưng mà 500 ngàn. Cái này là nhiêu? 18 triệu hả? À, cái này 18 triệu. Giờ trong túi mình có 15 triệu, mình mua lại thiếu 3 triệu được không? À, cái này là người yêu bắt đeo á. Người yêu bắt đeo hả? Bắt đeo. Ủa? Yêu á, còn mà... còn yêu nữa à? Người yêu anh năm nay khoảng bao nhiêu tuổi? Người yêu này mình 73 tuổi rồi. Không, người yêu á được khoảng bao nhiêu tuổi? Người yêu 73 tuổi. Dữ vậy? À. À. Mình có một người yêu duy nhất. À vậy hả? Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 50 tuổi. 50 tuổi mà vợ tới 73 tuổi. Không phải vợ, người yêu. Người yêu tới 73 tuổi. Okay. Ồ, như vậy là người ta nói là lái máy bay. Không phải, phải bà già. Nói phải. À mẹ hả? À mẹ hả? À mẹ. Này nói chỉnh nè. À mẹ mẹ mẹ. Này là không vợ, không con, nhà không cửa thì có một bà. Hèn chi anh không vợ, không con anh mới có vàng anh đeo. Dạ, chứ còn nếu mà có vợ có con vàng đâu có đeo. Là nó đeo hết rồi. Ờ à, đúng rồi. Có là nhiều là đeo hết đâu tới phiên mình đúng không? Ôi. Cái mâm này nó bằng đồng hay bằng sắt vậy em? Đồng anh ơi. Đồng số đen thui vậy? Thì lâu lâu ngày thì nó nổi tan lên, còn giờ muốn đóng đánh. Rồi cái hỏi chứ bây giờ cái mâm mà nó lên vậy rồi sao bỏ dĩa bỏ đồ ăn vô được? Mâm này chỉ có treo chân chơi chứ đâu có để là dùng trong ăn uống được. Phải không? Ảnh nó mập trơn á. À, như cái mâm này thì mình bán khoảng bao nhiêu tiền cái? Triệu 2 cái. Còn đèn đóm nhiêu cái? Thì tùy theo cái 4-5 triệu bằng. Ủa bữa nhiều lắm mà đâu hết rồi. Bán hết rồi hả? Dạ cũng bán anh em tới thì giao luôn á. À vậy hả? Ô đồ đồng đồ quá trời ha. Đồ đồng đồ này nọ nhiều quá trời luôn. Đủ thứ cái này gói đó mang đi hả? Dạ cái đó người ta mua rồi mình đang chuẩn bị vận chuyển đi. Ồ vậy hả? Trời quá trời. Lên YouTube luôn hả? Đúng rồi. Cho xin cái kênh để mình vô mình thả tim. À tên hả? Okay. À, ồ bây giờ đọc cái tên ra sợ anh tìm không ra. Hả? Anh có số điện thoại của anh Trực không? Ấy là anh có số điện thoại của anh Trực không? Anh cứ tìm cái số điện thoại của anh Trực sẽ ra được cái video, cái kênh. Rồi. À. Mình là Tuệ Nhẫn Trường Sơn cũng có cái kênh. Cái gì anh? Tuệ Nhẫn Trường Sơn. Tuệ Nhẫn Trường Sơn hả? Là mình là ở đâu? Facebook, Zalo, rồi YouTube gì cũng. Ấy là mình ở đâu? Hiện tại là mình đang ở đây. Ông ý là thì cái tiệm của mình ăn ở đâu? À mình không có tiệm, mình là cái gì ta gọi là lãng khách. Lãng tử hả? Lãng khách cô đơn. Lãng khách cô đơn, lãng tử hả? Đừng lãng nhách là được nha. Okay. Rồi. À, đôi khi nó lãng sạc nữa. À, cho mình hỏi là hiện tại cái chỗ ở chính của mình chỗ nào? À, chỗ ở chính của mình là ở Việt Nam. Mình nói như vậy làm sao mình bán hàng được? Có nghĩa là nó phải có một cái địa điểm nhất định. Dạ không, mình là bán hàng lưu động. Lưu động hả? Dạ. Bán trên toàn quốc. Dạ, nếu mà không ý có nghĩa là cái nơi mà nơi thường trú của mình á ở tỉnh nào? Dạ, thường trú của mình là tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai ở xã nào? Ở huyện nào? Dạ thành phố Biên Hòa. Thành phố Biên Hòa ở xã nào? Ờ không có. Ở phường nào? Phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa. Là cái kênh YouTube của mình tên gì? À, Tuệ Nhẫn Trường Sơn. Tuệ Nhẫn Trường Sơn. Gọi là có kênh vậy thôi chứ chủ yếu là để lưu lại những cái cuộc hành trình của mình thôi. Ồ vậy hả? Chứ không phải là để... À, như vậy là ngày hôm nay mình xuống với đồ cổ Trực Quyên này với cái tìm cái gì ạ? À cái này là mình đi tìm gọi là tìm những cái... độc lạ. À. À, nói chung là mình thích sưu tầm những cái món đồ mà nó
đọc lạo chủ yếu là để tìm về cái lịch sử á. À, à. Như vậy thì mình xuống đây hôm nay mình có tìm được cái gì mà độc lạ và lịch sử không? Có rồi đó. Là cái gì? Có rồi đó, ví dụ như là mấy cái nhẫn Mỹ nè. À, nhẫn Mỹ. Những cái đồng tiền Đông Dương nè. À, à ví dụ là cái đó là lịch sử hả? Cái đó là lịch sử. À, mình lấy đồng tiền đó xong rồi mình truy, mình tìm lịch sử của nó. Dạ, thật ra thì lên mạng thì tìm dễ dàng rồi, nhưng mà mình muốn có cái vật chứng. À, à. À. Muốn có cái vật chứng. Ồ, rồi. Khoa học biện chứng đúng không? À. Phải có nhân chứng, vật chứng đó nè. Rồi. Ok, cảm ơn. Rồi. Nên nhiều quá, hồi chứ người ta không xem con trên của anh luôn rồi. Ha. Không coi mà. Cứ yên tâm. Rồi. Ủa bây giờ là mình ở Long Khánh này rồi, chừng nào mình về lại Biên Hòa? À mà thật ra thì mình có nhà bên Cẩm Mỹ nữa. À. Cẩm Mỹ mới chạy qua đây. Cẩm Mỹ là ở xã nào? Ở phường nào? Ở khu nào? À, xã Bảo Bình. Xã Bảo Bình. À Bảo Bình bên này. Bên Cẩm Mỹ, đúng không? Bên này chở bây giờ đi ăn sáng rồi. À. Đi gội đầu mình tranh thủ ở đây uống cà phê. À. Rồi giao lưu với anh em. À, rồi. Okay, rồi rồi rồi. Nói chung là tụi những đường sơn thì vô cùng dễ thương rồi. À vậy hả? À, toàn là chỉ có yêu không. Thiệt là dễ thương không hay là dễ ghét? Dạ. Rồi ok rồi, mến chào. Tự nhiên là người đó cũng là bị thiên hạ ghét luôn. Không, rồi ok rồi. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi xin chào.